MacBook Pro mới cũng có cổng module. Apple có thể đã cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về phần bên trong của MacBook Pro 14 và 16 inch mới trông như thế nào. Nhưng dù sao thì nó cũng có một điều bất ngờ đang chờ đợi những người ở iFixit. Nhóm iFixit cho biết việc tháo pin khỏi những chiếc MacBook Pro gần đây đòi hỏi sự kiên nhẫn vô hạn. Một chai cồn Isopropyl và một chai cồn thân thiện với con người tùy chọn. Họ mong đợi điều tương tự từ thế hệ máy tính xách tay này nhưng đã rất ngạc nhiên bởi sự hiện diện của các tab kéo thay vào. Đó, khi họ xé nát MacBook Pro mới. Các ô pin bên ngoài có các mấu kéo đáng chú ý mà bạn có thể kéo để tách chúng ra khỏi chất kết dính bên dưới. Ngay cả các ô pin trung tâm cũng có các tab kéo, chúng chỉ khó tìm thấy bên trong khung máy tính xách tay bên dưới bàn di chuột. iFixit đã có thể xác nhận rằng các máy tính xách tay sẽ nhận ra và hoạt động tốt với việc thay thế pin. Ngoài ra, hầu hết các cổng của máy tính xách tay, ngoại trừ đầu đọc thẻ SD và cổng HDMI, là kiểu module. Điều đó có nghĩa là chúng có thể được thay thế dễ dàng và rẻ tiền nếu chúng đột ngột bị hỏng hoặc trục trặc. Ngược lại, bàn phím của máy tính xách tay vẫn sẽ khó thay thế, nhưng này, ít nhất thời kỳ của bàn phím cánh bướm của Apple đã qua. Bạn có thể xem quá trình xé nhỏ của iFixit trong video bên dưới và nó cũng có thêm ảnh bên trong máy tính xách tay trên trang web của nó nếu bạn muốn có cái nhìn rõ hơn về các thành phần của chúng. iFixit cũng loại bỏ vải đánh bóng $19 của Apple trong trường hợp bạn đang tự hỏi điều gì làm cho nó đắt hơn các đối tác điển hình của nó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.